Xin chào quý anh chị em đã xem video của em. Em là Tú chuyên viên đồng hồ chính hãng. Và hôm nay thì em sẽ làm một chiếc video tổng hợp 7 mẫu đồng hồ của thương rolex. Cả 7 mẫu đồng hồ này thì sẽ thuộc dòng Dress chốt và sẽ có đầy đủ size 41 và 36 mm dành cho anh em cổ tay từ nhỏ đến cổ anh em cổ tay to. Và trong video này em sẽ uh, review qua và báo giá trực tiếp cho anh em. Còn review chi tiết thì em sẽ làm một chiếc video riêng để review từng chiếc. Và đầu tiên thì anh em sẽ có một chiếc Roc Dress Watch 126331 thì chúng ta sẽ thấy được cái tấm thẻ bảo hành của chiếc này. Với Rolex thì anh em sẽ được bảo hành đó là 55 năm theo chính sách bảo hành của hãng và chúng ta sẽ có thấy được date mua 17/14 tháng 7 năm 2022 và mã máy 126331. Nếu mà anh em đang quan tâm bất cứ mỗi sản phẩm nào thì cứ đọc cái mã sản phẩm cho em thì em sẽ biết và em sẽ tư vấn trực tiếp cho anh em. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một chiếc Rolex chốt 126331 với phần mặt số màu tia lâu. Và trên này của em thì sẽ có cái lọc giữa thép không dỉ và vàng hồng 18K Chúng ta có thể thấy được uh, trên mắt dây và phần liềng Bộ kim cọc số phần lúm sẽ được làm bằng vàng Trên này của em thì sẽ là hàng mới 100% Nguyên siêu full set tháng 7 năm 2022 Thì em đang giao lưu với anh em đó là 428 triệu anh em nhé Khi mà trên tay em thì với size 41 Anh em có thể thấy em đeo rất đẹp với cổ tay của em Cổ tay của em là cổ tay 16.5 Lên anh em tầm như cổ tay của em và tầm trên 16 đổ lên là có thể chơi được là có thể trải nghiệm được cái mẫu sản phẩm này rồi. Đó. cả năm mẫu này thì đều có một điểm chung đó là đời mới nhất của rolex 126 và sử dụng bộ máy mới rolex 3235. Tiếp đến thì em sẽ có một mẫu đồng hồ rolex chốt 126331 với phần mặt số sẽ là mặt số trẻ tia màu phớt hồng. Em này của em thì mà em là hàng lướt Date 22 tháng 4 năm 2021 126331 Và em này của em thì em đang, em đang giao lưu với anh em một mức giá cực kỳ tốt Đó là 425 triệu anh em nhé Chiếc này đã qua sử dụng thì anh em quan tâm nhất đó là tình trạng Thì em sẽ show cho anh em một lượt để anh em có thể thấy được tình trạng chỗ này Đây là một chiếc đồng hồ nguyên zin Và anh chủ cũ anh ấy sử dụng rất là giữ gìn Chúng ta sẽ thấy được những cái uh, mắt dây còn uh, sắc cạnh thân còn bé cạnh như thế này một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng thì chắc chắn không thể tránh được những những vết răm dăm li ti thì uh, cái mẫu đồng hồ này của em cũng vậy chủ yếu là một chiếc đồng hồ không bị cấn móp gì cả và uh, quan trọng nhất thì vẫn sẽ là nguyên zin mặt số phớt hồng cực kỳ đẹp và bây giờ em sẽ lên tay thử cho em về mẫu sản phẩm này đó lên tay em uh, rất đẹp đúng không anh em và mặt sau khóa đây đó lên tay cực kỳ đẹp nhá. Đây là một cái mẫu uh, dòng đế chốt thì uh, sẽ luôn có một cái thiết kế dễ đeo để anh em có thể uh, đeo nhẹ nhàng hàng ngày, đeo đi làm, đeo đi chơi. Tiếp đến thì em sẽ có một chiếc uh, Rolex chốt 126333 thì em này của em thì sẽ có uh, date mua sẽ là 20 tháng 11 tháng tháng 11 năm 2017 và vào tên chính chủ anh em nhé ở mặt trước thì chúng ta sẽ đi được thấy được mã máy số seri 126333 mặt dial vàng champagne cùng với đó trên cọc số sẽ là 10 viên kim cương. Với em đồng hồ này thì em sẽ có một cái phần mặt số màu vàng champagne này và phần liền cũng như phần dây oyster sẽ có màu vàng 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 cực kỳ nổi bật nó sẽ cùng tông với cái màu mặt như thế này. Đó, anh em sẽ thấy một cái thiết kế rất nổi bật. Dây tanh thì cực kỳ khỏe và nam tính. Khi mà em lên tay thì anh em có thể thấy được chiếc đồng này nó rất khỏe đó. Đặc điểm của dây Oyster này thì nó to, khỏe, lam tính Mặt vàng châm banh cũng rất đẹp và rất nổi bật anh em nhé Mẫu đồng này của em thì em đang giao lưu Đó là 325 triệu đến tháng 11, 2017 Và chiếc đồng này đã qua sử dụng thì anh em sẽ thấy được những cái đường led vẫn còn sắc cạnh như thế này vẫn sẽ là một chiếc đồng hồ nguyên zin và anh em sẽ thấy được những vết xước răm ở trên phần thân dây như thế này thì những cái đó thì không thể tránh khỏi được tại vì đã qua sử dụng mà bây giờ thì em sẽ đi đến một chiếc uh, đế chốt 36 và em này của em thì sẽ là hàng mới chiếc này của em thì sẽ có mã đó là 126233 với số series ở bên dưới và đến mua sẽ 11 tháng 3 năm 2022 với một chiếc uh, đế chốt 36 thì anh em cổ tay tầm trên 15 và dưới uh, tầm trên 15 trở uh, đổ lên là có thể chinh phục được cái mẫu đồng hồ rồi. Thì uh, chúng ta sẽ thấy được một chiếc đồng hồ có phần mặt số một uh, tia đen và thân sẽ được kết hợp giữa thép không gì và vàng 18K có màu vàng vàng. Đó, màu vàng vàng thì sẽ nổi bật hơn so với màu vàng hồng. Màu vàng hồng sẽ nền lã trẻ trung hơn. Size 36 thì anh em có thể thấy khi mà lên tay tem uh, Size 36, cổ tay 16.5 Lên tay cũng rất đẹp và vừa vặn với mẫu sản phẩm này Đó, Anh em nếu mà cổ tay uh, tầm như em Thì có thể chơi được cả hai size nhé 41 và 36 Cực kỳ thoải mái luôn Mẫu đồng này của em thì em đang giao lưu Đó là 385 triệu Một chiếc hàng mới đến tháng 3 năm 2022 Và bây giờ thì em sẽ đi đến mẫu tiếp theo Đây là một mẫu Được uh, Rolex họ phát triển uh, theo uh, lấy lịch sử từ một bộ môn uh, quần vợt và cái tên gọi của chiếc này sẽ là Rolex De Wimbledon 126231. Thì em này của em thì là một chiếc hàng mới, date sẽ là mùng 4 tháng 2 năm 2022. Đó. Với mẫu Wimbledon này thì anh em sẽ thấy được cái cọc số La Mã được làm uh, được in nổi lên trên phần mặt số nhé và sẽ có phần mặt chữ số sẽ là màu xanh lá, đặc trưng của dòng Wimbledon. Nếu mà anh em nhìn thấy một chiếc phần mặt số màu xám này và cọc số la mã màu xanh thì đây sẽ là một chiếc Rolex Wimbledon. Nếu mà anh em đã chơi bộ môn quần vợt, bộ môn tennis thì chắc chắn sẽ không lạ gì với một sản phẩm này rồi. Size 36mm và đề mi vàng hồng, trẻ trung liền lã, sang trọng. Thì em sẽ lên tay cho anh em về một sản phẩm này. Đó. Mặt số chiếc này sử dụng sẽ là mặt số Royu anh em nhé Mặt số được làm bằng kim loại quý gấp 5 lần vàng Và mặt số này thì nó sẽ có tính chất chống ăn mòn, chống oxy hóa cực kỳ uh, bền bỉ Anh em có sẽ có một phần mặt số có thể gọi là phần mặt số bền bỉ uh, trường tồn mãi mãi thời gian Mỗi ngày của em thì em đang giao lưu Đó, với anh em là một chiếc hàng mới đến tháng 2, 2022 382 triệu anh em nhé Tiếp đến thì em sẽ có một chiếc hàng lướt thì em này của em là một uh, mẫu sản phẩm Có phần mặt số men trắng Và mã sẽ là 126231 Ở mặt sau thì anh em sẽ thấy được uh, dấu đại lý này Đết mua mùng tháng 4 2019 Và mẫu sản phẩm này em đang giao lưu với anh em là 308 triệu Một chiếc phần mặt số men trắng Và phần cọc số sẽ cọc số dạng quang Thân vỏ cũng sẽ được kết hợp giữa vàng 18K Màu vàng hồng và thép không dỉ như thế này anh em có thể thấy một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng thì tình trạng vẫn còn rất mới Nếu mà anh em để ý thì tất cả những cái mẫu sản phẩm bên em Thì thứ nhất đều là hàng mới, đết mới Và thứ hai nếu mà hàng lướt thì cũng sẽ là đết từ 2017 đổ lên Tức là toàn bộ đều là đết gần đây và đết mới Tình trạng còn bén cạnh nguyên zin. Em sẽ lên tay thử cho anh em mẫu sản phẩm này đó, lên tay em thì uh, anh em thấy phần mặt số men trắng cọc số index nó cũng có vẻ đẹp riêng của mẫu sản phẩm này đó. mẫu này thì em đang giao lưu được là 308 triệu anh em nhé tiếp đến thì em sẽ trên tay cho em một mẫu sản phẩm cuối cùng là một mẫu sản phẩm có cái phần liền sẽ liền trơn và em này của em sẽ vẫn sẽ, sẽ thuộc dòng đích chốt và sẽ có mã đó là 126200 đến mua sẽ là 25 tháng 11 năm 2021 thì em này của em là một em hàng siêu lướt với uh, tình trạng sẽ còn nguyên siêu như này anh chủ cũ anh ấy dùng cực kỳ giữ gìn khi mà anh ấy dán nguyên cả siêu trên phần uh, mặt thân vỏ này mặt liền này đó em này của em thì em em đang giao lưu đó là 250 triệu em có thêm một cái liền khía zin liiền khía vàng trắng thì uh, nếu mà anh em lấy thêm liền khía thì sẽ thêm 15 triệu một chiếc đồng hồ siêu lướt, siêu mới, tình trạng còn cực kỳ đẹp anh em nhé. Mặt sau sẽ đầy kín. Em sẽ lên tay thử. Mặt tia xanh thì sẽ phù hợp với những anh em không yêu thích màu vàng, chúng ta chỉ chơi thép trắng, thân trắng, mặt số xanh. Đó, đeo lên tay rất trẻ trung, nam tính mặt uh, số mặt liền trơn thì cũng có nét đẹp riêng của mặt liền trơn chúng ta sẽ uh, tùy vào từng sở thích của anh em mà anh em có thể lựa chọn được cho mình một mẫu sản phẩm ưng ý mỗi này thì em đang giao lưu là 250 triệu anh em nhé thêm phần liền khía thì sẽ là thêm 15 triệu và đây là cả 7 mẫu đồng hồ mà em đang sẵn tại shop thì em anh em có thể qua trực tiếp shop để lên tay em có hai shop tại Hà Nội và anh em cũng có thể uh, qua shop em trong thành phố Hồ Chí Minh để uh, giao dịch và lên tay trực tiếp về mỗi sản phẩm này và đây là video em review thì em xin đã em đã báo giá đầy đủ trực tiếp cho anh em thì em xin báo giá lại đó là chiếc đầu tiên 126331 tháng mới tháng 7 2022 428 triệu chiếc thứ hai sẽ là chiếc 126331 mặt số phớt hồng trái tia sẽ có giá đó là 425 triệu chiếc thứ ba thì sẽ là mặt số tia vàng panh đết tháng 11 2017 325 triệu và chiếc thứ tư sẽ là chiếc 126 233 36 mm đề mi vàng vàng mặt tia đen sẽ có giá là 385 triệu tháng 3 2022 tiếp đến chiếc Wimbledon sẽ có mức giá đó 382 triệu tháng mới tháng 2 2022 tiếp đến chúng ta sẽ có một chiếc phần mặt số men trắng size 36 này đến tháng 4 năm 2019 siêu lướt chúng ta sẽ có mức giá là 308 triệu và chiếc đồng hồ thứ bảy chiếc đồng hồ cuối cùng đến chốt 126200 liền trơn mặt số xanh la vi có đết sẽ là tháng 11 2021 em đang giao lưu là 250 250 triệu cộng thêm liền kim uh, liền khía vàng trắng chính hãng thì sẽ thêm 15 triệu đó thì cả bốn mẫu này anh em quan tâm thì cứ đọc mã sản phẩm cho em và em có để số điện thoại ở dưới góc màn hình 0366621996 anh em cần tư vấn gì hoặc cần em uh, uh, tìm một mẫu đồng hồ nào đó thì cứ inbox trực tiếp cho em qua Facebook hoặc Zalo em đều sử dụng mẫu sản phẩm này. em đều sử dụng số điện thoại này Ok Cảm ơn anh em đã theo dõi video em xin kết thúc video tại đây